vị, mạng xã hội đang chia sẻ bài viết "Cha đánh con nắt tay bắt đi bán vé số" và đoạn clip cảnh người cha cầm cây phơi đồ đuổi đến bé ở thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người phẫn nộ. Ngày 5 tháng 5, Văn phòng Chủ tịch nước vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác minh và xử lý vụ việc nêu trên. Công văn nêu rõ, ngày 4 tháng 5 năm 2021, báo điện tử Phụ nữ Việt Nam đưa tin về một trường hợp trẻ em bị bạo hành tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh với tiêu đề "Thành phố Hồ Chí Minh, cha đánh con nắt tay bắt đi bán vé số". Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào 0 giờ 15 phút ngày 2 tháng 5, sau khi đi nhậu về, ông THL, 37 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, thấy con trai VTHA, 11 tuổi, đi chơi Internet về nên đã cầm cây tre phơi đồ để đánh cháu A, khiến bé bị chảy máu ở bàn tay. Thấy bé A khóc, người dân đã báo công an xã đến xử lý. Ông L khai nhận do bé HA không lo học, trốn đi chơi Internet và trộm tiền của mình nên đã đánh đập bé, nhưng công an xã cho ông L về vì chưa ghi được lời khai của bị hại và chưa thu thập được clip ông L bạo hành con. Về việc này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh thông tin báo nêu, xử lý nghiêm kịp thời hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đảm bảo đầy đủ các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật.